Cái đường này không có cấm xe ô tô đi dạo. Muốn nói chuyện với tôi nha, lấy luật trong mà cãi. Đừng có cãi ngang như vậy. 1 triệu này á, dư sức sửa xe rồi. Còn dư á, coi như tôi bỏ cho cô đó. Cầm lấy đi, tôi không có thời gian. Chính anh sai cậu Minh xúi tôi đổ vào lửa để phá hoại cây trồng vật nuôi của bà con Bến Sậy, để thu mua đất giá rẻ. Bà mới là người xấu sao? Không có tư cách là mẹ của tôi. Trời ơi, anh không được nói chuyện với mẹ của anh như vậy. Mình luôn mong một ngày được gặp lại Sậy, nhưng không ngờ Sậy của mình đã chết từ 20 năm trước rồi. Bây giờ chỉ còn lại một tên bảo đê tiện xấu xa mà thôi. Tình cảm cả Na dành cho Sậy cũng chỉ là những hồi ức. Chị Hai Mẫn, sao hai ngồi ở đây? Chị đợi em dọn đồ từ phòng trọ về. Hai buồn chuyện của anh Bảo hả? Làm gì phải buồn chứ. Ông đã thay đổi quá nhiều, không còn là bạn lúc nhỏ của chị nữa. Mà chắc ông cũng không nhớ chị là ai. Thôi, giờ em về ghe. Chị về nhà đi. Mẫn, em về nhà đi. Bây giờ bà con á cũng biết là hiểu lầm em vụ Bến Sậy rồi. Còn về cha, chị sẽ nói chuyện với cha. Dù em được minh oan, nhưng bà con ở Bến Sậy vẫn còn thành kiến với em. Em không ở trọ nữa, chị không muốn hai tốn tiền nên mới về. Còn cha, em cũng không muốn gặp cha nữa. Em tiếp tục ở trên ghe, rồi tìm gì đó mà làm. Hai đừng có lo cho em. Dù sao cha cũng là cha của mình mà. Em đừng đối xử cha như vậy. Em quyết định rồi, hai đừng có khuyên em nữa. Alo. Dạ. Vậy 10 giờ sáng ngày Chủ nhật tôi lên trên đó. Anh cho tôi địa chỉ nha. Dạ, cảm ơn anh. Có chuyện như vậy chị Hai? Bạn của chị giới thiệu cho chị một người thám tử trên Sài Gòn. Người đó hẹn chị Chủ nhật này để lấy thêm thông tin về mẹ. Hai. Mẫn à, chị tin là mẹ mình có chuyện gì đó mới không trở về được, chứ mẹ không bỏ rơi gia đình mình đâu. Để em thuê xe máy đưa Hai đi. Em từng học ở Sài Gòn mà, em rành đường xá hơn chị. Vậy thì tốt quá. Em vì lo cho chị thôi. Em sợ chị bị tên thám tử đó gạt. Mấy cái tên đó phức tạp lắm, chứ không phải vì tìm bả đâu. Ừ, vậy Chủ nhật này mình đi nha. Ừ. Mùa Sậy trổ bông, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.